Em chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay lên một số giỏ lan có tại vườn em để gửi tới các bác yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay em lên các bác một số những giỏ lan có tại vườn nhé. Và đầu tiên giới thiệu bác là giỏ đuôi chồn mã số D9, 350.000 đồng một giỏ đuôi chồn như này các bác nhé. Hàng đã thuần lên mặt sau đây các bác này. Giỏ chồn mã số D9 350.000 đồng. Tiếp theo em lên các bác một giỏ chồn này nữa, mã số D8, giỏ này 400.000 đồng. Giỏ này thì nhỉnh hơn các bác nhé. 3 này, 6 này, 9, 12, 13 cây. Giỏ này 13 cây các bác nhé, 400.000 đồng mã số D8. Cây to và hàng đã thuần chắc chắn rồi. Mã số D8 400.000 đồng, đuôi chồn. Tiếp tục mời các bác đến một giỏ chồn khủng này. Mã số D7, giỏ này 700.000 đồng. Ở đây thì toàn cây to đấy các bác. Cây to và đều cây các bác nhá. Có 3, 6, 9, 12, 15, 16 cây. Rồi lại 16 cây các bác nhá. D7 700.000 đồng đuôi chồn. Chồn này trâu các bác nhá. Tiếp theo nên các bác một số giỏ đuôi gà tròn mã số D3 250.000 đồng. Đuôi gà tròn Lai Châu các bác nhá, đặc sản của Lai Châu. Cái dòng này mặt hoa của nó này rất là đa dạng, mã số D3 250.000 đồng. Tiếp theo vẫn là đùi gà tròn mã số D2 200.000 đồng. Mã số D2 200.000 đồng đùi gà tròn Lai Châu các nhá. Tiếp tục vẫn là đùi gà tròn mã số D1 250.000 đồng. Cái dòng đùi gà này, hoa đùi gà tròn này thì hoa nó rất là bền các bạn. Hoa nó bền tầm tháng hơn tháng. Thì các bác chơi rất là thích. Và mặt hoa của nó thì rất là đa dạng. Mã số D1 250.000 đồng. Tiếp theo mời các bác đến một giỏ đùi gà tròn này siêu đẹp này. Các bác nhìn này. Rất là tuyệt vời luôn. Cái này là nguyên một dài các bác nhá. Hàng nguyên một dè nhé các bác nhé. Mã số D4 giỏ này 1.200.000 đồng các bác nhé. Mã số D4 1.200.000 đồng đi gà tròn Lai Châu. Tiếp theo mời các bác đến một số trụ tam bảo sắc rất là to như này. Mã số D16 giỏ này 600.000 đồng. Một trụ rất là đẹp như này các bác nhá, hàng thì đã thuần, dễ còn xiên được cả sang bên này rồi này. Cái này nhà em ghép ba mặt thì các bác nhá. D16 rồi 600.000 đồng, dáng dương tam bảo sắc. Một trụ tam bảo sắc tiếp theo mã số D17 rồi lại 750.000 đồng các bác nhá. D17 750.000 đồng một trụ tam bảo sắc như này, nó rơi vào tầm khoảng 30 cây các bác nhá. Khoảng 30 cây các quặn đấy. D17 750.000 đồng. Em lên một giỏ vừa vừa cho các bác sưu tầm này. D18 giỏ này 500.000 đồng. D18 500.000 đồng. Giỏ này nó có khoảng 20 cây. Tiếp theo mời các bác đến một trụ to như này các bác nhá. D15 giỏ này 800.000 đồng các bác nhá. D15 800.000 đồng. Đây nhà em ghép 3 mặt rồi. D15 800.000 đồng một trụ tầm bảo sắc to như này. Giỏ này có khoảng tầm 40 cây các bác. Tiếp theo mời bác đến một số trụ nhỏ nhỏ hơn này. Trụ này ghép vào gỗ lũa nhé. Hàng lá xếp đẹp này. Mã số D13 giỏ này 350.000 đồng. Dáng gương tam bảo sắc. Hay gọi là quế tháng tư đấy các bác nhé. D13 350.000 đồng một trụ như này. Lên mặt sau nó đây.
Tiếp theo D14 280.000 đồng, vẫn là dáng hương tam bảo sắc. Hàng đã thuần và rễ đã xiên sang bên này rồi. Hàng lá xếp đẹp đấy các bác nhá. Các bác nhìn cái lá của nó này, lá rất là ngắn luôn này. Lá ngắn tũn này. Mã số D14 280.000 đồng. Một cái giỏ như này các bác nhá. Tiếp theo mời bác đến một số giỏ đen rô tím mã số D11 180.000 đồng, đen rô tím các bác nhá. D11 180.000 đồng. D12 vẫn là đen rô tím 180.000 đồng. D12 180.000 đồng đen rô tím. Tiếp theo mời các bác đến với những giỏ kiều vuông mã số D6 250.000 đồng. Kiều vuông các bác nhá, kiều vuông độc bắc. Thân vuông to như này các bác này. Thân to mập. Thân rất là mập như này. D6 250.000 đồng kiều vuông các bác nhá. Mặt hoa thì rất là đẹp luôn. D5 250.000 đồng kiều vuông. D5 250.000 đồng, thân to mập như này các bác này. Này hoa rất là đẹp luôn. Dòng kiểu này hoa đẹp lắm. D5 250.000 đồng kiều vuông các bác nhá. Tiếp theo lên các bác một giỏ hoàng thảo kèn Lai Châu duy nhất này. Hoàng thảo kèn mã số D10 350.000 đồng. Đã thắt ngọn này các bác nhá, đã thắt ngọn rồi. Và tháng 2 tháng 3 là nó sẽ xuống hết lá và nó cho hoa. Đấy. Thân dài của nó rơi vào tầm 50 cm các bác nhá. Thân ngắn thì nó rơi vào 25 cm. Và một mầm này nữa các bác nhá. D10 350.000 đồng hoàng thảo kèn Lai Châu các bác nhá. Vâng, và giỏ lan này thì đã kết thúc video nhà em ngày hôm nay. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn các bác ngày mai ạ.